Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương vàng phân khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phần tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Tường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật xin bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng. Theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi Pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cũng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xin bạch thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề. Chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy chúng quý thần vì lợi ích của mình. Khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực Phật. Vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự trí dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kết hạ của chư tăng, đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng xin thành tâm đối trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hướng khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Chúng con xin nguyện đem công đức nành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo chuyển tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe chủ thế xa bà được giải lâu để hoằng dương giáo Pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lành tu theo chính Pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được binh quân giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát.
chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Chỉ tâm đảnh lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Phẩm vi diệu rất sâu vô thượng ơi trăm nghìn muôn ức kiếp khó gầm ơi con nay thấy nghe được thọ chỉ ơi nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sâu muôn lời thành bảy cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nước cam lồ dịn nhuần trong miệng chất đề hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi trên lưới sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả trắng nhọc diệu pháp vài ba hàng Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng Thứ 16 Lúc Bây Giờ Phật Báo Các Bồ Tát và Tất Cả Đại Chúng Các Thiện Nam Tử các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai Lại Báo Đại Chúng Các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai Lại bảo các đại chúng các ông phải tin hiểu lời nói chẳng thật
của Như Lai. Lúc đó đại chúng Bồ Tát Ngài Di Lặc làm đầu chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi mong nơi đó chúng con sẽ tin nhân lời Phật ba phen bạch như thế. Rồi lại nói: Cúi mong nơi đó chúng con sẽ tin nhân lời Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen thỉnh chẳng thôi mà báo đó rằng: Các ông lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai, tất cả trong đời trời người và A-tu-la đều cho rằng: Nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung, họ thích cách thành ra ra chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng đặng vô thương chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện nam tử thiệt ta thành Phật nhân lại đây đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, ví như 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi tam thiên đại thiên giá sứ, có người nghiền làm vi trần qua phương đông. Cách 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi nước bèn rơi một buổi trần đi qua phía đông. Như thế cho đến hết vi trần đó, các thiện nam tử ông nghĩ sao? Các thế giới nơi đó có thể suy gẫm so tính biết được số đó, chẳng Di Lặc Bồ Tát thấy đều bạch Phật rằng: Thế Tôn, các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính được đếm được, cũng chẳng phải tâm lực biết đến được. Tất cả thanh văn duyên giác dùng trí vô lậu, chẳng có thể suy nghĩ biết được hạng số đó. Chúng con chỗ bậc bậc thôi ở trong việc này cũng chẳng thông đạt. Thế Tôn, các thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên, bấy giờ Phật bảo các chúng Bồ Tát: Các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói dành rõ cho các ông. Các thế giới đó hoặc dính vi trần hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm vi trần. Cứ một trần làm một kiếp, từ ta thành Phật nhân lại đến nay lại lâu hơn số đó 100.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ kiếp. Từ đó nhân lại ta thường ở cõi ta ba này, nói pháp giáo hoa cùng ở trong 100.000 muôn ức na do ta Tăng Kỳ cõi nước khác, rất dần lợi ích chúng sinh. Các thiện nam tử, nơi chẳng giữa đó ta nói Phật nhiên đăng vân vân, và lại nói càng đứng Phật nhập niết bàn. Như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt. Các thiện nam tử, nếu có chúng sinh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát tín vân vân. Các căn lời đồn của chúng tùy theo chỗ đáng đồ, nơi nơi tự nói văn từ chẳng đồng niên kỷ, hoặc lớn hoặc nhỏ cũng lại hiền nói sẽ nhập niết bàn. Lại dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sinh phát lòng vui mừng. Các thiện nam tử, Như Lai thấy những chúng sinh ưa nơi pháp tiểu thừa đức mỏng tối nắng Phật, vì người đó nói ta lúc che xuất ra đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiệt từ ta thành Phật nhận lại lâu xa dương ấy, chỉ dùng phương tiện giáo hoa chúng sinh kiên vào Phật đạo. Nên nói như thế, các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sinh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người. Các lời nói đều thật chẳng dối. Vì sao? Vì Đức Như Lai đúng như thật thấy biết tướng của tam
giới không có sanh tử, hoặc thôi hoặc xuất cũng không ở đời, và diệt độ chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải gì, chẳng như ba cõi mà thấy nơi ba cõi các việc như thế Như Lai thấy rõ không có sai lầm. Bởi các chúng sinh có các món tánh, các món dùng, các món hành, các món nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho sanh các căn lành nên dùng bao nhiêu nhân duyên, thì dù ngôn từ các cách nói pháp cho làm Phật sự chưa từng tạm bỏ, như thế tự ta thành Phật nhận lại thật là lâu xa thọ mạng vô lượng á tăng kỳ kiếp thường còn chẳng mất. Các thiện nam tử ta xưa tu hành đạo Bồ Tát cảm thành thọ mạng nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên, nhưng nay chẳng phải thiệt diệt độ mà bèn xương nói sẽ diệt độ Đức Như Lai dùng phương tiện đó. Giáo hóa chúng sinh vì sao? Vì nếu Phật nỡ lâu nơi đời thời người Đức mong trăng trong cõi lành nghèo cùng hèn hạ ham ưa năm môn dục xa vào trong lưới nhờ tưởng vòng kiến. Nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, bèn sinh lòng buông lung nhàm chế, chẳng có thể sinh ra ý tưởng khó gầm gỡ, cùng lòng cung kính cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng: tỷ kheo phải biết các đức Phật ra đời khó có thể gầm gỡ. Vì sao? Những người đức mong trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, hoặc có người thấy Phật, hoặc người chẳng thấy, do việc này nên ta nói rằng tỷ kheo Đức Như Lai khó có thể đặng thấy. Các chúng sinh đó nghe lời như thế, ăn sẽ sanh ý tưởng khó gầm gỡ, ôm lòng luyên mồ khát ngưỡng nơi Phật, bèn trồng cối lành cho nên Đức Như Lai giàu chẳng diệt mà nói diệt độ lại thiện nam tử. Phương pháp của các Đức Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sinh đều thiệt chẳng dối, ví như vì lương y chi huệ sang suốt kéo liền phương thuốc chỉ các bệnh người đó nhiều con cái hoặc 10, 20 nhân đến số trăm, do có dự duyên đến nước xa khác sau lúc đó các người con uống thuốc độc khác thuốc phát muộn loạn năn nốn trên đất. Bây giờ người cha từ nước xa trở về nhà các con uống thuốc độc, hoặc người mất bốn tâm hoặc chẳng mất xa tay cha về đều rất vui mừng quỳ lạy hỏi tâm an lành về yên ổn. Chúng con ngũ si lầm uống thuốc đồng xin cứu lành cho lại ban thọ mạng cho chúng con. Cha thấy các con khổ não như thế y theo các kinh phương tìm cò thương tốn mùi sắc vị ngon thấy đều đầy đủ đâm nghiền hòa hiệp đưa bảo các con uống mà nói rằng thuốc đại lương dược này mùi sắc vị ngon thấy đều đầy đủ các con nên uống mau chứ khổ não không còn lại có các bệnh hoạn trong các con. Những người chẳng thất tâm thấy thuốc lương dược ấy sắc hương đều tốt liền bèn uống đó bệnh trừ hết được lành mạnh. Ngoài ra những người thất tâm thấy cha về giàu cũng vui mừng hỏi thăm cầu xin chỉ bệnh xong trao thuốc cho mà không chịu uống. Vì sao? Vì hơi độc đã thâm nhập làm mất bốn tâm nơi thuốc tốn thơm đẹp này mà cho là không ngon. Người cha nghĩ rằng các con này đáng thương bị chúng độc tâm đều điên đảo. Dầu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống, nay ta bày trước phương tiện khiến chúng uống thuốc này. Nghĩ thế rồi liền bảo rằng các con phải biết ta này giả suy giờ chết đã đến thuốc lương dược tốt này nay để ở đây các con nên lấy uống chớ lo không lành bảo thế rồi
lại đến nước các sai sứ về nói cha các ngươi đã chết. Bây giờ các con nghe cha chết lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu hộ, hôm nay bỏ ta xa chết ở nước khác, tự nghĩ mình nay côi cuốn không có chỗ cậy nhờ, lòng thường bi cảm tâm bèn tính ngộ biên thuốc này sắc hương vị ngon liền lấy uống đó bệnh đồng đều lành. Người cha nghe các con đều đã lành mạnh liền trở về cho các con đều thấy các thiên nam tử ý ông nghĩ sao, và có người nào có thể nói ông lương nghi đó mắc tội hư dối chăng? Thưa Thế Tôn, không thể được Phật nói, ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếm, vì chúng sinh dùng sức phương tiện nói sẽ diệt đồ cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi hư dối. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng từ ta thành Phật lại trải qua các kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn na tăng kỳ ức năm, thường nói pháp giáo hoa vô số ứng chúng sinh khiến vào nơi Phật đạo, đến nay vô lượng kiếp vì độ chúng sinh vậy phương tiện hiển niết bàn mà thiệt chẳng diện độ thường chủ đây nói pháp. Ta thường ở nơi đây dùng các sức thần thông khiến chúng sinh điên đạo giàu gần mà chẳng thấy chúng thấy ta diệt độ, rộng cũng dường xa lời thấy đều hoài luyện mổ mà xanh long các ngưỡng. Chúng sinh đã tín phục ngay thiệt ý diệu hòa một lòng muốn thấy Phật chẳng tử tiếc thân mạng, giờ ta cùng chúng tăng đều ra khỏi linh tiếu, ta nói với chúng sinh thường ở đây chẳng diễn vì dùng xưng phương tiện hiện có diệt chăn diệt nước khác có chúng sinh lòng cung kính tin nhau, ta lại ở trong đó vì nói pháp vô thường ông chẳng nghe việc đó, chỉ nói ta diệt độ ta thấy các chúng sinh chìm ở trong khổ não, nên chẳng vì hiện thân cho kia sanh khát ngưỡng nhân tâm kia liền mổ hiện ra, vì nói pháp xứng thần thông như thế ở trong vô số kiếp thường tại núi linh thứ và các chủ sư khác chúng sinh tây tần kiếp lung lừa lẫn thiếu đốt cõi ta đây an non trời người thường đông vây vương rừng các nhà gác những món báu trang nghiêm cây báu nhiều bóng trái chỗ chúng sinh vui chơi các trời đánh trống trời thường trôi những ký nhạc lưới bông màn đà na giải phần và đại chúng tình đổ ta chẳng hư mà chúng thấy cháy giã lo sợ các khổ não như thế đều đầy dậy các chúng sinh tội đó vì nhân duyên nghiệp dữ quá a tăng kỳ kiếp chẳng nghe tên tam bảo người nhu hoàng ấy thiệt có tu các công đức thời đều thấy thân ta ở tại đây nói pháp hoặc lúc vì chúng này nói Phật thọ vô lượng người lâu mới thấy Phật vì nói Phật khó gặp chỉ lừng ta như thế huệ quang soi vô lượng thọ mạng vô số kiếp tu hành lâu cảm đẳng các ông người có trí chớ ở đây sanh nghi nên dứt khiến hết hẳn lời Phật thiệt không dối như lương nghi trước khéo vì đệ chỉ cuồng tử thiệt còn mà nói chết không thể nói hư dối ta là cha trong đời cứu các người đau khổ vì phàm phu điên đạo thiệt còn mà nói diệt vì cớ thường thấy ta mà sinh lòng cứu tứ buông lung âm ngũ dục ta vào trong đường giữ ta thường biết chúng sinh hành đạo chẳng hành đạo tùy chỗ đáng đổ được vì nói ca pháp môn hằng tử nghĩ thế này nấy vì cho chúng sinh đắng vào huệ vô thượng mau thành tiểu tân Phật nam mô phần bốn sư Thích Ca Mâu Ni nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phụng nguyện Tam Bảo chứng minh ngoài thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Vạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bổ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiên Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân thực hành thiếu dục trí túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với tưởng tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiện, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai phổ độ quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời đức Phật dạy, tin sâu nhân quả phát tâm bồ đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bệnh tật được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thiên giám gia quyên an khang, lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trường. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích, tử vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hương linh ngoan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà sớm phát tâm giác tỉnh, lìa cõi u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tin sâu Tam Bảo sinh về cõi vật an vui. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nan dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua váng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt nổi, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyên tái Phật Pháp phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chung kiên trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm, tỏ rõ quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban khắp tất cả đức độ quần sinh,
Phật phát thỉnh hướng tam đồ dứt sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thế nhầm vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật nơi nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn nơi phán tâm vô thượng. Từ quy y pháp mới nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển. Từ quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi tất cả